Thưa quý vị, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tại kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 vừa qua, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 là 7.167,8 tỷ đồng, đạt 103,4% kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 87,8% kế hoạch do Hội đồng Nhân dân thành phố giao, đạt mức cao so với các năm qua. Kế hoạch vốn còn lại năm 2021 chưa giải ngân là 991,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương 628 tỷ đồng, nguồn vốn trung ương 363 tỷ đồng. Bước sang năm 2022, Đà Nẵng tiếp tục tập trung đẩy nhanh đầu tư công nhằm tạo đà phục hồi phát triển kinh tế xã hội và đẩy nhanh tăng trưởng, trong đó tập trung một số giải pháp như yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị điều hành, các ban quản lý dự án, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận huyện tập trung hoàn thành sớm nhất các thủ tục đầu tư theo chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm điều kiện bố trí vốn theo quy định, cam kết tỷ lệ giải ngân, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu giải ngân chi tiết từng tháng. Các quận huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công.